Ba người hỏi rồi đó. Làm tóc thì hôi chứ làm gì có thơm. Mùi thuốc tóc ấy. Ừ, nó hôi rỉ. Ừ. Đau đầu luôn á. Mỗi lần đi làm tóc về là đau đầu luôn á. Mà này mày gội dầu gì mụn đầy tóc này. Nguyên Xuân. Hả? Nguyên Xuân. Nguyên Xuân á. Dạ. Giờ mới nghe luôn á. Nguyên Xuân nó quảng cáo rầm rộ đấy. Nó gọi thảo dược ấy. Ừ. Thấy được không? Em thấy cũng bình thường. Nó có mềm tóc không? Cũng mềm ấy chị, nó không có bị khô như mình gội clear hay là mấy cái head and shoulder đâu. Trời ơi, gội với clear với head and shoulder không khô sao được. Cái này thấy nó đỡ khô hơn. Có cái dầu gội của chị kìa, tỉnh lắm. Em không rung một cọng tóc. Ở đâu? Chị An bán. Thế mấy, 100 mấy á. Hồi lâu à, chơi tỏ à? Chơi vừa nhưng mà nó có cả dầu xạ. Một bộ của nó ấy. Mà xạ nó lắm, trời ơi. Mình nhìn ưa, dài. Trời ơi, bộ quảng cảm. Không thấy, thấy thấy cái hồi bà gội tóc đấy, tóc bà nhanh dài lắm. Ừ. Mới nhuộm tóc mà tóc cả khúc rồi. Chị đang tiếc cái dầu gội của chị chưa gọi. Kiểu nó còn nhiều quá. Mình thiệt phí, tiếc. Nhưng mà cũng chuẩn bị thay rồi đấy. Cái tại mày gọi mấy cái kia nó cũng... đâu có quay lại được đâu, tiếc cái gì vậy. Nhưng mà kiểu là... chơi tới thì tụi em ơi. Chơi tới nha, bảo kê rồi đấy. Tính ra không ngờ Hạnh cái đi Vũng Tàu luôn á. Thì nó cũng có biển chứ có gì đâu. Thôi đi. Đợi tao nghỉ nè. Ý là ngày thứ ba nghỉ mà. Con đường cũ gì? Rảnh. Từ lúc nào để tao qua rửa mặt nướng. Giờ muốn quay lại nghề. Không biết là làm mấy ngày.
Làm xong rồi đi cả nhắc luôn á. Đứng nhiều à. Đây chị có gặp mấy anh bao nuôi thôi chứ. Ừ. Đây chị có vô đây chị có gặp mấy anh bao nuôi thôi chứ còn hiếm mà gặp được anh nào chơi vợ lắm. Sao vô cái miệng cái như sao nó bẩn dữ vậy trời. Cái nghề spa cao quý này mà nó kêu đi rửa mặt mướn. Mới lên mấy cục ấy à, viêm mà chứ nó đỡ.
trang hay sao ấy. Ừ. Nó cọ đúng cái chỗ đó luôn đó. Cho nó nhiều cả má luôn á. Ừ. Nó non là nó dài. Nó có nhân hết. Ừ. Cho khẩu trang á. Mà nó tụt luôn, cái này luôn, nó trên năm nó tụt luôn đây. Đeo khẩu trang. Thì nửa trên năm thấy nó chật muốn chết. Ủa nó có sai không ta? Không, cỡ một. To mà nhỏ đeo được hết. Mà to mà nhỏ thì đeo nó tụt đấy. Cái bự. Đeo cái gì? Nó tụt ra. Nó tụt xuống. Em thấy cái đấy dành cho mọi người mặt bự hơn ấy. Nghe thấy giống mình quá hả? Giống cái gì luôn? Nhưng mà ý là mình biết chăm sóc da thì nó sẽ hạn chế nổi nhiều lên. Nhưng chứ mình bữa nào mình stress là mình ăn đồ cái nóng rồi tới ngày thứ hai nó vẫn nổi một cái cục. Nó nổi tại nó còn
của em có vấn đề luôn, nó nổi dày 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 luôn. Đúng rồi, vậy chị thấy giống như bên đây không? Nó hoài vậy đó. Hôm bữa là trên chán nó buồn nữa rồi nó xuống đây vậy đó, nó chia khu ra nổi chứ sao nó không lên. Ấy bữa nay sao nhiều nhỉ? Em á. Ừ. Đi 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 rồi kìa. Vẫn dùng mà người ta em vẫn dùng mà mới rồi. Thêm mấy cái kia rồi cũng ban mặt rồi đó. Ba bốn năm nay thì được cách hai tháng liên rồi. Tiếng chín tới đây là anh quay cái dài thôi, đừng quay cái mặt em nhỉ. Dao mà, đâu quay mặt đâu. Mặt nó ghê đó. Đừng.
cái cổ này cũng có một ít mụn vậy. Chưa lấy xong hả? Rất là nhiều mụn li ti hơn chị. Nhưng mà vùng rìa nhiều nha. Vậy chị. Ở giữa mặt lại không có nhiều. Dạ. Ý trước giờ em dùng dầu gội đó nhé hay là đội mới? Trước giờ em vẫn dùng mà. Dầu gội thì em gội hầu như nó đưa vào mặt đâu ta. Cái chân tóc. À chân tóc hả? Cái vùng rìa. Dạ. Hay là không hợp ta. Cái giờ em vẫn xài nha. Mấy thằng này mà cứ trước rồi. HA hay là BHA? BHA đẩy mụn mà. Đây một tác nhân BHA đây này. BHA là đẩy mụn tanh luôn á. Ừ. Đẩy mụn nhiều luôn á. Nó làm khô da chứ không phải là nó làm bớt dầu đâu. Khô da lớp trên ý. Đúng rồi, nó làm khô da cái bề mặt da của mình nhá. Giờ mà không bỏ mà xài thì nó càng cứ mụn vậy, nó có bớt đâu. Đi xe lại cho người ta. Biết A là chỉ xài giống như dạng tẩy tế bào chết thôi. Một lần thôi. Tuần xài hai lần cũng bằng rồi đấy. Đây nhân chứng sống đây. Nó đẩy lên. Họ đẩy một viêm luôn nha. Đẩy ghê lắm. Không kiểm soát được luôn á. Cô bao ghi đấy. Rồi em TikTok học không à? Mấy cái đấy bác sĩ cho không á? À. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng có người thành công. Nhưng mà không có mình. Giờ tiếc thì tiếc, nhưng mà nó vẫn cứ lên mụn thì biết làm sao vậy? Thì phải bỏ đi thôi chứ. Mình chữa mụn mà. Mấy cái loại kia thì ý là cái loại nào xài được thì xài chứ đừng có cái loại không xài được mà cứ cố xài thì nó sẽ càng lên mụn đấy. Những cái vùng rìa này em mới nhiều dữ vậy ta. Em không hiểu nữa. Rìa mặt thì nó không có nha. Chỗ này này, nó không có. Nhưng cái vùng rìa thì nó rất là nhiều. Nhưng mà mấy vùng đấy thì em cũng rửa mình sạch mặt mà ta. Mình không hiểu. Mà có một ngắn còn lấy thì còn khô, nhưng mấy mụn nó chân sâu có mà khô. Nói chung nó cũng có nhưng mà nó ít lắm. Nó rộng nó ít lắm. Nó đẩy lên nhiều hơn thì có chứ rộng thì không nhiều mà đẩy thì nhiều. Nó bệnh cho banh sát luôn. Mấy cái đấy chỉ có xài không da khỏe nó xài được, không để tin non thôi. Nhưng mà để tin non thì phải da khỏe cơ. Ừ. Yếu không xài được. Làm yếu đẩy nên cũng banh mặt. Nó chóc da ấy. À. Không, hồi xưa xài không bị chóc. Để tin non mà không bị chóc hả? Không chóc thì luôn. Em xài anh chè mà em bị bắt chóc. Chè nó mạnh hơn. Rìa nó xài bình thường luôn. Rìa bao nhiêu? Rìa một chấm. Một chấm luôn. Dạ. Ô gì đó. Hồi xưa em xài dề này ra ngon ngon này thì bay lên trời nó mới bay xong mà BHA nữa nó bay bằng luôn. Không ra đấy nó yếu hẳn luôn đấy chị. Giờ quay lại chắc xài dề thôi. Sau này đẹp nó xài dề nó an toàn. Xài dề tuần xài một lần hai lần thôi.
để cho nó ấy cái da thôi, chứ mình dưỡng dưỡng trẻ hóa cái da mình thôi chứ còn mà xà chế nó mạnh lắm. Da chị một chị còn không dám xài chế tí non mà. Thế á, chị xài chế à? Ừ. Nó chọc ngứa muốn chết. Da chị sao khô ấy. Nó nhanh khô. Da chị da dầu quá. Da dầu hả? Được. Để sức hết dưới này nhá chị nhỉ? Hả? Sức hết mụn này. Làm gì mà trợn mắt thế rồi nghe bỏ.